Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Cần Thơ. Địa điểm giao lưu hôm nay là đường Võ Văn Kiệt thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kênh Bonsai Cần Thơ có đến chỗ của anh Toàn để có giao lưu một số phôi mai cùng quý cô chú anh chị. Dạ, em chào anh Toàn. Anh Toàn ơi. Chào Phương em. Dạ, mến chào các chú bác và anh em. Hôm nay là ngày 7 tháng 6, em có đem về tổng cộng 21 phôi để giao lưu với các chú bác và anh em. Số điện thoại em là 0984307139. Em bao ship. Dạ. Dạ, cây số 1. Chúc sức khỏe các chú bác cho anh chị em nha. Mã số 01 quý vị ơi. Số 1. Cây trực nha bà con. Dạ. Chi cành trên cũng tương đối nha. Cây này nó cũng có 7 xù nách đó nha bà con. Chung cây này cũng 7 xù nách nhiều bà con. Dạ. Cây này là sau này nó xù nha bà con. Ok. Cây này cây mình nuôi sau này rất lời nha bà con. Ok. Cây nó lên trên nó cũng giót cây. Đế thì lực mà nôm nha bà con. Cây này bà con nuôi mau lời lắm nha bà con. Voi mai vàng mã số 01. Cây vô chỗ 8 hoặc 9 tấc nha bà con. Rồi cho em xin thông số luôn anh Toàn ơi. Hoành thăng 40 nha bà con. Hoành thăng 40 quý vị ơi. Dư 40 tính bà con 40. Dạ. Chiều cao 1m7 nha bà con. Cao 1m7 quý vị ơi. Cái nồi đế nôm lên là được 19 nha bà con. Cây này nó nôm rất đẹp. Đế nôm 19. Ok. Cây lật lắm nha bà con. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 10 triệu. Mã số 1. 10 triệu quý vị ơi. Tiếp tục là mã số 02. Mã số 2. Cây này sau này nó cũng xù không bà con. Nó cũng đã chảy xù nhưng mà nó cũng ngấy hết trơn nữa nha bà con. Đó bà con thấy nó bảy bảy, tròn như đồng tiền hết trơn nha bà con. Bắp đế thì đều. Coi mấy vàng mã số 02. Tổng số cây này nó được 4 chi nha bà con. Đây cái nhánh này nói chung là người ta cắt ngày xưa nó bị vô đây có một chút xíu nghe bà con. Dạ. Thì nói chung thì đúng ra cái nhánh này là em giật xuống nhưng mà không để bà con về. Tại vì bà con hai cái đợt này bà con làm đợt nào cũng đợt chủ cũng được nha. Dạ. Thân thì nó dặn nha. Cây này nó cũng cây này sau này nó nhanh xù lắm, như mấy này là xù rồi đó nghe bà con. Nhưng mấy này là xù rồi đó. Dạ. Tại không có trà bà con thấy nó vậy nghe. Đó. Thấy không, nó dần quét thấy không? Ở đây nữa nè, đó. Bắp đế thì đều, đực. Rồi em xin thông số luôn anh. Hoành thân cây này 36 bà con ơi. Hoành thân 36 cái gì ơi. Cây này vô chỗ 7 hoặc 8 tấc nha. Tổng chiều cao tới đây là được 84 nha bà con. Cao 84. Rồi cây này giao lưu bà con ở giá 4.500.000. 4.500.000 mã số 2 ngày 7 tháng 6. Tiếp tục mã số 03 quý vị ơi. Mã số 3. Cây mai có văn thú nè bà con. Ăn trước nó 2 giờ đủ nè bà con. Dạ, ok. Nó có cái mình nó lắc lên nha bà con. Mã số 3. Coi mai vàng mã số 03 ngày 7 tháng 6. Ừ.
Rồi em xin thông số luôn anh. Anh làm YouTube tí xíu anh điện lại cho coi. Khoảng 10 phút. Nói đi. Nói đi. Trời sao em không lấy chị, anh tính anh nóng anh Google chứ. Rồi. Mã số 03 ngày 7 tháng 6 quý vị ơi. Làm sao? Rồi, mã số 03. Mã số 3 có văn thú không bà con? Cây nãy da đẹp bà con ơi, vàng tươi nó cũng chảy nách hết nha bà con. Đó bà con thấy nè, đó nó chảy nách hết trơn à. Ok. Đó, bà con thấy bên này nách cũng chảy nè. Mà mấy cái thược phong này ngang văn thú mấy thược phong này đi đúng nè bà con. Hay lắm, cây này mấy thược phong có sẵn hết rồi. Cây này mau lắm bà con ơi. Rồi, em xin thông số luôn anh ơi. Bàn quay qua cây quay cây lớn nó hư cái bàn luôn nha bà con. Thử bà con thông cảm đi. 38 tính bà con 37 thôi. 37. Quanh thân 37. Cây này vô chỗ 6 là 7 nha bà con. Dạ. Chiều dài của mình thú nha bà con. Là được 26 nha. 26. Tổng chiều cao là được 43. Chiều cao 43 quý vị. Rồi cây này em giao lưu bà con với giá là 3.200.000. 3.200.000, mã số 03 ngày 7 tháng 6. Tiếp tục mã số 04 quý vị. Mã số 4 là phô mai tứ quý nha bà con. Mã số 4 là tứ quý. Mã số 04, một phô mai tứ quý quý vị. Cây này mình tạo đây tán dù nha bà con. Chi gành trên thì để thinh cho bà con về giật đó nha. Làm một cây tán dù được bà con ơi. Tại bộ đế nó nôm. Bộ đế nôm rất cao. Ở bên đây cái bộ đế này tứ quý nó hơi giòn. Rồi em có đẩy vô nó hơi nứt bên đây nha bà con. Cái rễ này nó bị nứt. Đó, toàn bộ là rễ đặt hết nha. 24 giờ nha, đế nôm nha. Thân thì gắt gió. Cây này về trồng chỗ 6 bà con. Đó, mấy cái đế nó ngồi lên nó rất đẹp nha bà con. Củ đế đặt. Hoành thân cây được 28 nha bà con. Hoành thân 28. Tổng chiều cao là được 1m08. Cao 1m08 quý vị ơi. Nó giót đạt, nó có duyên lắm. Cây này tạo tán dù đúng rồi bà con ơi. 12 nha. Dạ. Cái thoát thân lên tới để mình tạo được cái tán là 57. Nếu mình bỏ cái thược này mình lấy lên đây là được 60 nha bà con, 67 nha bà con. Cái cộng đế nôm lên được 16 nha. Ok. Tròn cái củ đế đặt ở trên là được 90 nha bà con. Giao lưu rồi cây này giao lưu bà con với giá 4 triệu. Mã số 4. Tư quý giá 4 triệu. 4 triệu ngày 7 tháng 6 gì ơi. Tiếp tục là mã số 05. Mã số 5. Hồi nãy giờ mai vàng là bông từ 5 tới 7 cánh nha bà con. Đây là cây mai vàng. Mai vàng mã số 05 quý vị. Mai vàng. Lô ngày 7 tháng 6. Bộ đế quái nha bà con. Đế bên đây nè, như đế bên đây sắn theo các quái nha. Mã số 6. Mã số 5 chứ. Mã số 5 ngày 7 tháng 6. Mã số 05 ngày 7 tháng 6 quý vị ơi. Chi cành điều không bà con. Hoành thân cây này được 27. Hoành thân 27. Tổng chiều cao cây này được 59 nha. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 1.700.000. Mã số 5. 1.700.000 mã số 05 ngày 7 tháng 6. Tiếp tục là mã số 06 quý vị ơi. Mã số 6 nha. Là một phô mai vàng nha bà con. Thân giật lắc nha, cây này bà con giật lại làm bonsai nha. Bộ đế nó nè,
nó bộ đế có dáng thú mà nó đắt nha. Mã số 6. Mã số 06 ngày 7 tháng 6 quý vị ơi. Quanh thân cây này 24 nha bà con. Quanh thân 24. Tổng chiều cao cây này 45. Ok, cao 45. Cây này là xù ma đó nha bà con. Đó. Nó chảy như cây ma vậy nha. Okay. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1 triệu, mã số 6. Tiếp tục mã số 07 quý vị ơi. Luôn ngày 7 tháng 6. Mã số 7 nha. Đọc số điện thoại em cái anh Tùng á. Số điện thoại là 0984307139. Cây này nó cũng xù nha bà con. Đây bà con thấy đốm đốm này là xù hết á. Bà con thấy đốm đốm này là xù đó nha. Này dưới rễ cũng vậy nè nha bà con. Ok. Cây này mà để năm tới là lên xù trứng rễ luôn nhiều đó nha bà con. Mã số 7. Ngày 7 tháng 6, mã số 7 ngày 7 tháng 6 bà con. Coi mấy vàng mã số 7 luôn ngày 7 tháng 6 gì ơi. Hoành thân cây 19 nha. Hoành thân 19. Cây này bonsai nha bà con. Tổng chiều dài này là được 35 nha bà con. Ok. Nếu chiều cao đây được 30. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 900 ngàn nha bà con. Mã số 7. Tiếp tục mã số 8 quý vị ơi. Mã số 8 nha. Cây có văn thú nha. Cây này nó cũng đã bể xù nữa nha bà con. Tại cây này rất già nha bà con. Có văn thú dưới nó có 2 giờ đủ nha. Chia cành thì đều. Vô lấy bằng quay kia đi Vinh. Mã số 8. Hoành thân 17 nha bà con. Hoành thân 17. Cây này có duyên bà con ơi. Chiều cao được 45. Rồi cây này cũng giao lưu bà con với giá là 900 ngàn. Mã số 8. Mã số 8 900 ngàn. Tiếp tục là mã số 9. Mã số 9 nha. Cây rất quái nha, bonsai có duyên bà con ơi. Mã số 9 ngày 7 tháng 6 gì ơi. Bộ đế quái nha, mã số 9. Số điện thoại là 0984307139 nha. Rồi em xin thông số luôn. Hoành thân cây này 14 nha. Hoành thân 14. Tổng chiều dài được 38 nha. Cây này mấy hai cái chi này rất có duyên nha bà con. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 400 ngàn mã số 9. 400 ngàn mã số 9. Tiếp tục là mã số 10. Mã số 10. Mã số 10. Mã số 10 ngày 7 tháng 6 với cô chú anh chị ơi. Mấy cây này làm bonsai có duyên lắm bà con ơi. Cái rễ này bà con muốn cắt là cắt cũng được. Tại vì cái nguyên cái đế trong đây nó đẹp lắm nha bà con. Bà con thấy đó. Còn muốn cắt bỏ đâu bà con cắt. Tại vì để cho bà con vậy thôi. Còn bà con muốn cắt thì bà con cắt để gọn gàng bà con, ta làm không kịp nữa bà con, thử cái cây nó không gọn gàng. Hoành thân này hơi khó đo bà con ơi. Vì 19 tính bà con 18 đi nó hơi xéo nha. Hoành thân 18. Tổng chiều cao 32. Rồi cây này giao lưu bà con cũng giá là 400 ngàn nha, mã số 10. Mã số 10 400 quý vị ơi. Tiếp tục là mã số 11. 11. Nha bà con. Mã 11. Mã số 11 ngày 7 tháng 6 quý cô chú anh chị ơi. Mã số 11.
Cây này cây bonsai không nha bà con. Bình thân cây này 18 thì bà con ơi, 19 đến bà con 18 đi. Tổng chiều cao là được 31 nha. Rồi cũng giao lưu bà con với giá là 400 ngàn nha, mã số 11. Tiếp tục là mã số 12 quý cô chú anh chị 12. Ơi. Đây 12 là một cây quái nha, để đếm bà con được mấy tược, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tược nữa bà con ơi. Mà cây này nó xù nha, bà thấy đây nó xù. Ok. Rất có duyên nha, nó xù hết trơn nha bà con. Nó xù cục cục trứng hết trơn đây nha bà con, đó. Nổi bú ra đó bà con ơi. Cây có duyên lắm. Mã số 12 nha bà con. Mã số 12 ngày 7 tháng 6 quý cô chú anh chị ơi. Rồi, em xin thông số luôn anh. Hoành thân cây này được 16 bà con ơi. Hoành thân 16. Bông từ 5 tới 7 cánh nha bà con. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1 triệu nha. Tiếp tục quý vị. Mã số 13 cũng là một cây xù nha bà con. Đó bà con thấy là xù từ dưới lên trên hết trơn tới đây nha bà con. Okay. Nó còn có tí xíu cho này là không xù thôi. Mã số 13 ngày 7 tháng 6. Cây có gián thú nha, có đủ hai giò trước luôn nha bà con. Bà con trồng tạo lại nó rất khéo nha. Mà cây xù đó. Cây số 13 nha bà con. Ngày 6 tháng 6 luôn. Có ngày 7 tháng 6 lộn, xin lỗi bà con. Bà con thấy đó, đây bà con thấy nó xù hết nha bà con. Ok. Hoành thân cây này 20 nha. Hoành thân 20. Chiều dài của mình con thú được 23 nha bà con. Chiều dài 23. Ăn sao có duyên nè bà con, thấy rễ này nó quấy lên có rất có duyên. Yeah. Chiều cao được 34 nha. Rồi cây xù này giao lưu bà con với giá là 1 triệu 600 ngàn nha. Mã số 13. 1 triệu 600 ngàn. 14 nha. Cũng có gián thú nha bà con. Cắt bỏ cái này đi. Mã số 14 quý cô chú anh chị ơi, luôn ngày 7 tháng 6. Ở đây nó bị xam tí xíu nha bà con. Dạ, okay. Hoành thân 18 nha. Hoành thân 18. Tổng chiều dài này là 46 nha. Okay. Chiều cao đây là được 41 nha. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 700 ngàn nha. Tại nó bị xam nha, cây rất đẹp nha. Cây này bông 5, 7, 12 nha. Cây này giấu hột mà bà con. Với cành tiêu. Mã số 15. Mã số 15 ngày 7 tháng 6 quý vị. Ngày 7 tháng 6. Bông từ 5, 7, 12 nha. Này là giáo hột nha bà con. Với cành tiêu. Hoành thân 18. Ok. Tổng chiều cao cây được 63. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1 triệu 200 ngàn. Mã số 15 có giá 1 triệu 2 nha bà con. Mã số 16 nha. Cũng là cây giáo hột mà bà con. Cây này quái nha bà con. 16. Đến rất lực nha bà con.
số 16 ngày 7 tháng 6 gì vậy? Cây này là Tết có bông đó nha bà con. Bà con cho ra cành là Tết có bông nha bà con. Hoành thân 18. Hoành thân 18. Tổng chiều cao 59. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1 triệu nha. Mã số 16. Mã số 17 nha, cũng là giáo hộp nha bà con. Cắt bonsai cho bà con. Tại cây này cái thế bonsai, cắt bonsai bà con lùng lực. Mã số 18, ổ 17. Mã số 17 ngày 7 tháng 6 với cô chú anh chị ơi. Ngày 7 tháng 6. Đọc số điện thoại giùm em cái anh Toàn ơi. Số điện thoại là 0984307139. Hoành thân 18 nha. Tổng chiều cao là 32 nha. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 900 ngàn nha. Mã số 17 cũng là giảo luôn nha bà con. Tiếp tục mã số 18. Mã số 18 cũng là giảo luôn nha bà con. Bộ đế nôm lực đẹp nha bà con. Di cạnh thì đều. Mã số 18. Mã số 18 ngày 7 tháng 6 quý cô chú anh chị ơi. Cây này rất mạnh bà con nhìn rễ lông nè. Đây là bà con nhìn rễ lông của cây này nó rất mạnh nha. Nó rất okay. Nhiều rễ lông. Ngay đây là 20 bà con ơi. 20 quý vị ơi. Tổng chiều cao là 88 nha. Cây này cũng là giảo hột nha. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 1 triệu 400 ngàn nha. Tiếp tục mã số 19 với cô chú anh chị ơi. Mã số 19 cũng là cây giảo nha bà con. Đế nó còn sâu xuống này nha bà con. Bà con thấy chân đế này nè. Ok. Đây nè chân đế này nè. Cây này nó rất sâu, nếu như bà con thử tới đây là đế nó rất rất sâu, để cho bà con tham khảo thử nè. Ha, nếu mình thử xuống nè nha bà con. Là đế nó sẽ xè ra nè nha bà con. Đó. Nè. Đó, cho bà con tham khảo nè. Đó. Mã số 19. Mã số 19 ngày 7 tháng 6 với cô chú anh chị ơi. Hoành thân 17 nha bà con. Hoành thân 17. Chiều cao là 45 nha. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 900 ngàn. Mã số 19. Mã số 20. Số 20 cũng là cây giảo nha. Cây bonsai nha. Đế quái đúng theo dòng bonsai luôn nha bà con. Mã số 20. Mã số 20 ngày 7 tháng 6 quý cô chú anh chị ơi. Đế nôm rất lực nha bà con. Hoành thân cây này 16 nha. Tổng chiều cao cây này 34 nha. Và cây giao lưu bà con giá 1 triệu. Mã số 20. Tiếp tục là mã số 21 với cô chú anh chị ơi. 21 cũng là giảo nữa nha bà con. Bộ đế cũng quái bonsai nha bà con. Đó, cây bà con để gì là bonsai nè. Mình cắt lại dịch lại đó. Đoạn trước nó hai giò giống như thú nha, mình để làm bonsai nha. Hôm nay chỉ có 21 thôi nha bà con. Đế rất lực nha. Hoành thân cây này 19 nha bà con. Ok. Tổng chiều cao cây này 38 nha.
Rồi cây giao lưu bà con với giá 1 triệu nha, mã số 21. Mã số 21 ngày 7 tháng 6 giá 1 triệu. Rồi cũng mến chào các chú bác chị em. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc sức khỏe chú bác và anh chị em.